Да. Này có mấy đồng chí ở huyện Mang Giang về thăm cái vùng nguyên liệu tiêu lốt của mảnh đất Chi Xê. Gia đình hội viên anh Nguyễn Văn Tam. Không việc gì đâu chú Tuấn ơi. Vô tư. Đây là giống tiêu lốt. Hiện nay cây tiêu này đang cho thu hoạch. Vừa tròn 1 năm tuổi. Đúng rồi, nhà anh Nguyễn Văn Tam. Hội viên của mỗi hai vợ chồng hái à anh? Tại mấy trăm tuổi anh? Tiêu chín quá rồi. Chín rồi, nó không hái được, không hái kịp. À, anh thấy cái trái nó to dài không? À. Đấy, à. To và dài. Cái trái tiêu này một trái mình cầm rất là đầm tay này. Nếu mà như thế này. Cái này nếu lạnh nhanh không mà. Nhanh mà, hái nhanh. Anh chỉ trong vậy thôi, không đơn giản đâu. Hái lâu à? Một ngày chỉ được 20 kg thôi. 20 kg là cũng lâu đấy. Lâu chứ không phải nhanh đâu. Tiêu kia hái ngày còn gần được 2 kg, nếu mà bắt sai là ngày 20 kg khô, tiêu này ngày được mấy ký tiêu khô chứ mấy. Được 7 kg, nếu mà 20 kg thì được 5 7 kg chứ mấy. 20 kg là 7 kg khô. Đúng rồi. Đây là chưa phải leo thang, nếu mà chưa nó chưa cao ấy. Leo thang này càng lâu nữa. Càng lâu nữa. Chúng rung cầm rổ hai nó lầu như đâu phải trái bạc nào. Em quay để ngang này này. Cái này đâu, thì nó mới rộng. Chứ ai đi quay thế, cái này nốt 4 này. Đó, em quay em để ngang như này này chứ em thì nó mới rộng được cái vườn tiêu, chứ em quay dọc thế thì làm sao mà ấy. À thế này. Quay không biết cách quay chết rồi. Đó. Chủ tiêu đã không? Em thấy nó phát triển đã không? Đã chứ. Tốt, cha lên quá tốt. Đấy, 1 năm tuổi đấy, phủ trụ rồi đấy. Anh đứng ở kia, anh giới thiệu về cái tiêu cho em coi. Đấy. Em quay phát lại coi. Đây, đây. Ừ. Anh giới thiệu là ở Chư Xê chẳng hạn. Đây, tôi giới thiệu với anh. Đây là cây tiêu lốt, còn được gọi là tiêu dài, Ấn Độ. Bên này đang được các hội viên của hội tiêu dài Chi Xê, anh em chúng tôi đang trồng. Và đây đã cho thu hoạch. Đây là vườn tiêu của hội viên nhà anh Nguyễn Văn Tam. Cây tiêu này là đang được 1 năm tuổi. Đấy. Anh cho hỏi là cái vườn tiêu này là 1 năm thu mấy lần? Mà mỗi hiệu quả nó là thu được bao nhiêu? Cái đây thì là cứ 10 ngày là bắt đầu hái 1 lần. Và hiện tại đây là vườn này là 300 trụ thì mỗi 1 lần hái thì nó được từ 70 kg cho đến 1 tạ tiêu tươi. Rồi. Cái tiêu này là cơm ngon. Khoái này, cái tiêu này vị của này ăn. Chụp đây phát. Ui trái này. Chụp đây phát. Chụp cả bàn tay luôn để lấy cái logo nhé. Ừ. Chụp dọc, chụp ngang ra. Rồi. Chụp cho nó đẹp vào. Đây, em chụp dọc. Chờ. Chụp người luôn. Ủa, cái này mà ăn cơm tuyệt vời. Đây này, chụp vào cái bàn tay này để làm cái logo này chú. Rồi, em chụp rồi. Đây. Cái kia ăn rồi, chỉ có để ăn nữa.
nó phải lấy cả cái bàn tay. Yên tâm. Đấy. Cả hai bàn tay giống như mình đưa cho người ta đấy. Ừ. Đấy. Thấy chưa? Đấy. Thấy chưa? Thẳng ngón tay cái ra cho đẹp. Nhưng mà cái độ bật nó là hiếm hơn như kia không? Thấy chưa? Mà sao chú bật đèn flash? Quá nhiều. Ở đây nó đâu có cái chú tắt đâu, vì đang quay đang chụp mà. À đang quay. Ừ, được rồi. Chưa? Được rồi. Quá đẹp.